Máu của mỡ không còn quá nhiều, nhưng để mỡ xem nào, hình như con Hanabi nó vẫn đang bắn. Tầm này máu vẫn đủ chơi con Hanabi anh em nha. Rồi Hanabi ơi, bạn ơi, solo 1v1 bạn, tổ chấp bạn và bảo hộ đấy. Mở phản kích đây này, bắn tôi đi bạn, please. Ui dồi ôi, carry phản kích. Nó cũng ra gì vào này nọ đấy anh em. Một tình huống lòn ra sau, ui bắn bọn máu màu á, nhìn này. Ui dồi ôi, tua máu thì cứ phải gọi là đi đùn luôn đi từ Nana. Ui, máu to. Ui rồi ôi, Esmeralda. Trời ơi. Hello Thamus. Ui rồi, Thamus anh em nhìn này. Ui, carry kiếm diệt cỏ Thamus kìa. Mở phản kích lên luôn. Ui rồi ôi. Tôi chẳng thấy có cái con xạ thủ nào nó bắn tanh như con giống như con carry này cả. I've been waiting for too long. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Ui anh em ơi, dạo gần đây nếu anh em có vào trong solo rank ở cái tầm rank huyền thoại thần thoại thì anh em sẽ thấy bây giờ kiểu người người carry, nhà carry phản kích anh em ạ. Cũng đúng thôi anh em, bởi vì ở meta hiện tại nếu như anh em không biết ý, thì một loạt những cái vị tướng xạ thủ đang hot ở meta này kiểu như là Claude này. Claude là một trong những cái chất tướng mẫu xạ thủ điển hình luôn, cũng như là những cái vị tướng xạ thủ khác như kiểu Beatrix hay là Layla hay là Isia thì nó cũng đã bị giảm sức mạnh và nó thiếu đi cái sự cơ động nữa. Thì với cả có một cái nữa mà quên mất không nhắc đến, đấy chính là những cái con tanker nó lên ngôi, kiểu như là con Elite Bannerman đúng không ạ, rồi thì đám Terisla cũng như là đám Esmeralda, Gatot Kaka, rồi thì Barat, Basia các thứ các kiểu. Nó quá nhiều những cái vị tướng máu to ở trong một cái trận đấu của cái tựa game Mobile Legends này. Vì thế cho nên khi mà xạ thủ, hầu như mọi vị tướng xạ thủ đã bị giảm sức mạnh và những cái vị tướng tanker lên ngôi, hiểu đơn giản là như vậy, thì con Carrier này nó lại nổi lên như một thế lực anh em ạ. Và mợ thấy dạo gần đây nhiều người người ta cầm carry lên phản kích anh em nhá. Vì thế cho nên là mợ cũng sẽ chơi carry phản kích để cho đú trend anh em ạ. Set đồ của carry phản kích mợ cầm trong trận đấu này sẽ là hầu như thiên về khả năng dồn đam. Bởi vì có một bạn bảo với mợ là anh mợ cầm cái lưỡi hán mòn với cả cái gậy như ý cũng khỏe đấy nhưng chưa đủ. Anh cầm cái kiếm diệt cỏ vào cái là ôi tanker team bạn khóc tìm chó luôn. Ui, nghe nó hứng hởi với cả phấn khởi thế. Vì thế cho nên ở trong trận đấu này team bạn khá nhiều tanker anh em ạ. Thamut, Gatot Kaka, Esmeralda đủ tanh cho anh em, ba con tanh. Vì thế cho nên trận đấu này mợ sẽ cầm con carry lên cái set đồ như thế này nhá. Khi nào mà có kiếm diệt cỏ thì lúc đấy mợ sẽ đi đánh nhau. À không, không hẳn. Khi nào mà mợ cầm được cái lưỡi hán mòn với cả cái gậy như ý là mợ đã có thể đi đánh nhau được rồi. Ok, con Thai Will làm gì đây? Thai Will defeat à? À đù, đi đẩy lính anh em ạ. Thôi bạn ơi, bạn Thai Will bạn đừng làm mấy cái trò đấy làm tôi giật mình lắm anh em ạ. Rồi và ở trong cái video clip này mợ sẽ cùng skin carry nữ vương hoa tuyết, một cái skin ở cấp độ collector rất là đẹp. Ở trong cái skin này nó có một cái điểm thú vị mà những cái skin khác nếu anh em để ý kỹ mà nó không có nhá. Đấy chính là cái bước nhảy bóng ma của carry đúng không? Thì khi mà carry dùng cái skill 2 mà nhảy đi một đoạn thì nếu như mà có mục tiêu ở gần thì nó sẽ ném ra một cái phi tiêu nhỏ nhỏ. Anh em hiểu không? Nhưng mà cái con carry này thì đấy, nó không phải ném ra một cái phi tiêu đâu, nó ném ra một cái mũi tên băng. Nó làm cái thú vị đến từ cái skin này rồi, chơi khô máu luôn, mở phản kích lên, ném tôi đi bạn ơi. Đặt lòng mưu lên kích đi, không đặt à? Ui, thiếu đam kìa. Trời, cái quần đùi gì vậy? Thiếu đam anh em ạ, thiếu đúng một hit. Nana còn 100 máu lùi về. Và tình huống vừa sau mỡ đảo ra đường giữa để mà farm nhưng mà không hạ gục đi được Nana, hơi đáng tiếc. Cái trận đấu này là mỡ sẽ tranh thủ đi farm rất nhiều lane anh em nhá. Bởi vì cái con carry nó cũng có một cái ưu điểm khá là giống với cả con Claude. Đấy chính là với những cái lần dùng skill 2 của mình thì carry nó có thể đảo đường đi farm rất là nhanh. Và ôi vãi cả trường ạ. Con Thai Will team mỡ mở giao tranh mà thằng Gatot Kaka nó bọc lót cho người đồng đội của nó cũng rất là bá luôn. Nó dùng skill cùng lúc với cả skill của Thai Will bên team mỡ dùng. Vì thế cho nên là mỡ cùng với Thai Will đi một sải luôn. Ok, trận đấu này team bạn đánh cũng khá gắt ở giai đoạn đầu game. Ăn dù trước ông Roger ơi.
Đúng rồi, lấy được cái con rùa và sau đó là Mỡ sẽ vòng đằng sau anh em này, có phản kích đừng ngán anh em ạ, mở chiều cuối lên và bắt đầu là dồn ra tường, đuổi Nana và Hanabi về. Sau đó tuyến sau ở đây là có Tywill và Esmeralda. Quên mất nhầm, có Esme cả Gatot, Tywill đánh quá hay. Mỡ có được bạn đầu tiên đến từ vị trí của Gatot, Esme lên bạn điểm số, máu của Mỡ không còn quá nhiều nhưng để Mỡ xem nào, hình như con Hanabi nó vẫn đang bắn. Tầm này máu vẫn đủ chơi con Hanabi anh em nha. Rồi Hanabi ơi, bạn ơi, solo 1v1 bạn, tổ chấp bạn và bảo hộ đấy. Mở phản kích đây này, bắn tôi đi bạn, please. Ui dồi ôi, carry hay phản kích. Nó cũng ra gì mà này nọ đấy anh em. Thật ra con carry thì nó có thể sử dụng khá nhiều phép hỗ trợ anh em ạ. Tốc biến, phản kích này, thanh tẩy này. Nhiều anh em ngày xưa cũng như là Mỡ sử cả phấn chấn nữa cơ. Thì nói thật với anh em là cái con carry, à cả bảo hộ nữa anh em ạ. Chính ra con carry này nó có thể sử dụng rất nhiều phép hỗ trợ anh em nhá. Bởi vì một cái chất tướng rất cơ động của cái vị tướng xạ thủ này, anh em có thể chơi theo rất nhiều kiểu, tùy biến anh em ạ. Đấy, đánh cái con carry thì anh em cố gắng đi, đừng bao giờ bó buộc vào cái việc phải đi farm ở một lane. Anh em phải đảo ra giữa farm, anh em phải vào rừng farm, anh em phải đi cướp kia các thứ các kiểu. Bởi vì anh em nên nhớ là cái con carry khả năng farm của nó rất nhanh. Nó không phải là tấn công nhanh đến từ tướng địch đâu, mà nó còn tấn công nhanh đến từ cả lính cũng như quái rừng cơ. Bởi vì cái nội tại gây sát thương chuẩn của nó. Đây solo bạn, solo bạn, ui bạn kệ, bạn có lính, bạn tưởng bạn kinh. Ui rồi ôi không được bạn ơi. Tầm này nhìn con carry thì chạy đi nhá. Mỡ đã có được cho mình đó là cái lưỡi hái mòn rồi. Và như vậy đã là quá đủ để mà có thể hạ gục Hanabi. Anh em nếu như mà anh em nào mà chơi nhiều ấy, anh em sẽ hiểu được về chất tướng, thì anh em sẽ biết là cái con xạ thủ Hanabi, mỗi con xạ thủ nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng. Còn riêng con Hanabi nhá, là nó chỉ bắn được từ 2 thành viên trở lên thôi, còn 1 thành viên thì nó không bắn được anh em ạ. Thế cho nên là thấy con Hanabi ở đâu anh em cứ tự tin ra solo khoe cá tính, bởi vì khi mà trong cái tình huống 1v1 ý là con carry nó bị vứt đi cái nội tại của nó luôn, anh em hiểu không? Mà bản thân con carry này nó cũng chẳng cần đến cái khả năng tung hiệu khống chế xuyên giáp ảo của con Hanabi làm gì cả. Rồi ok, ăn rồi anh em có thể nhìn thấy rất nhanh. Ô, tôi bỏ Mỡ rồi anh em ơi, team bạn nó lành quá anh em ạ, hỏng mất con rùa rồi. Ui bắn kìa anh em kìa, tốc độ bắn kìa. Ui thôi mình về anh em nhá. Thôi tầm này chưa bắn được, chưa đủ đồ, chưa bắn được. Chứ không tình huống vừa xong có kiếm giật cỏ là cân 3 đấy. Rồi ông Roger làm gì rùa giết không ăn, rồi cuối cùng gọi là đi xuống đường dưới đẩy trụ cũng ok đấy. Thôi để bùa tôi đi ông ạ, cả cái game này tôi chả thấy ông lên canh cho tôi lần nào cả. Thì ông lấy bùa làm cái gì, để tôi bùa tôi tự đi thôi, thôi không cần phải ping, bùa này tôi ăn rồi ông ạ. Để đấy, rồi ok, anh em nhìn con carry nhá, anh em nhìn này, bây giờ Mỡ đã có gậy như ý rồi, một tình huống lòn đằng sau. Ui bắn bọn máu mỏng á, nhìn này. Ui rồi ôi tua máu thì cứ phải gọi là y đùn luôn đi từ Nana. Ui máu to. Ui rồi ôi Esmeralda, trời ơi, nó bắn như thế này thì thôi thở kiểu gì. Cách combo của carry rất đơn giản, anh em thấy mục tiêu nào trong tầm bắn bật chiêu cuối lên bắn, xong rồi cảm giác góc đẹp thì anh em dùng chiêu 2 để nhảy và sau đó ném chiêu 1 để mà dồn sát thương. Hoặc là anh em có thể ném chiêu 1 trước cũng được, nhưng mà nếu anh em ném chiêu 1 trước thì nó sẽ bị delay mất một nhịp của con carry. Vì thế cho nên là cái lời khuyên của Mỡ là cứ bật chiêu cuối bắn đã, xong rồi chọn góc để mà có thể ném được chiêu 1 rất chuẩn. Bởi vì chiêu 1 con carry đam rất là to anh em nhá, mà nó còn có cả xì lâu team bạn cơ. Vì thế cho nên là anh em nào mà kiểu ném chiêu 1 của carry mà trượt thì coi như con carry mất một đống đam luôn. Ok, Nana, lại anh em nhìn này. Bật chiêu cuối con Nana nhập lên. Thôi cầm kiếm diệt cỏ anh em ạ, nhìn Nana này. Ôi tua máu thì tuôn quần. Ê, nhảy ra một tí, có kiếm diệt cỏ rồi nha. Bạn Gatot có kiếm diệt cỏ rồi nha. Bạn chắc chưa? Ai u sủa bao rát. Trời ơi. Con carry nó là một cái trường hợp cực kỳ cá biệt. Nó không ngán bất kỳ bố con tanh nào cả. Nó bắn còn kinh khủng hơn cả con clone rất nhiều. À, con Hanbi đẩy lẻ đường trên. Bạn chắc chưa? Ai u sủa bao rát. Đây rồi, tôi không cần phản kích ấy. Riêng con này không cần phản kích. Bật biểu tượng cảm xúc lên bắn nó luôn. Chấp nó bảo hộ luôn. Trời ơi, thôi. Đến thời điểm hiện tại là team bạn no hope rồi. Bây giờ những cái con như kiểu con Gatot, con Thamut hay là con Esme, có khi đồng đội tôi giữ những cái con đấy lại trong khoảng 5 giây là tôi bắn hết được cả ba đứa đấy bay màu luôn anh em ạ. Ôi nó tua máu thì thôi rồi anh em ạ, thôi rồi lượm ơi. Và ok, lấy đi cho mình đó là cái con lót ở thời điểm hiện tại, quá xanh chín đấy từ vị trí của Mỡ rồi. Đấy, bây giờ đang là thời đại của carry rồi anh em ạ. Vì thế cho nên là anh em đừng bất ngờ nếu như mà cái con carry này nó auto ban, à cũng bất nhầm, auto pick ở trong những cái trận đấu rank huyền thoại cũng như là thần thoại. Mà rank cấp thấp cũng thấy anh em cứ thấy team bạn pick ban mừng thì anh em cứ đớp thẳng con carry này vào mồm con ban mừng cho anh em xem, con ban mừng khóc tiếng chó ngay. Đấy, và nếu như mà anh em nào mà thấy là team mình định pick ban mừng thì ban carry đi anh em nhớ, nó bắn thốt lắm anh em ạ. Rồi, Nana lại một lần nữa đầy máu này. Ôi một nhảy tua máu của Nana như tụt quần luôn anh em ạ. Nana đi bụi đến từ chiếu tô Mỡ, mở phản kích lên. Nhưng mà cần phải lùi một nhịp bởi vì thằng Thamut này nó máu nhiều quá anh em ạ. Tiếu vừa xong là Mỡ hết mất ulti mất rồi.
bắn cái con cua này để lấy ít máu. Ôi thôi 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 vãi cả đạn thật. Đủ mẹ, cái con gà tốt nó lên cái phản kích, nó cũng phản lại, tôi bắn cũng đau anh em ạ. Đấy, gặp phải đứa nào bật phản kích lên thì con này nó nhùng một tí anh em nhá. Rồi, trụ đường trên đã có dọn rất nhanh. Như anh em có thể đang nhìn thấy, rất khỏe đến từ cái em Carrier này. Và chúng ta có lẽ là khi mà phải đối đầu với Esme là gà tốt thì nhớ lên cái hải thần chiến kích anh em nhá. Ok, vòng sau này, vòng sau được không ta? Không được à? Thế thôi, đi thử vào bộ đỏ ăn bùa anh em ạ. Hello Thamớt. Ui dồi, Thamớt anh em nhìn này. Ui, carry kiếm giết cỏ Thamớt kìa. Mở phản kích lên luôn. Ui dồi ôi. Tôi chẳng thấy có cái con xạ thủ nào nó bắn tanh như con giống như con carry này cả. Bắn tụt tụt máu tanh như tụt quần. Khổ vãi cả nồi, thề với anh em luôn. Một cái vị tướng xạ thủ mày đúng kiểu biến thái, một cái con quái vật ở meta hiện tại mùa giải thứ 31. Để mà anh em có thể gọi là chơi trong cái bối cảnh mà team bạn nó thích nhiều tanh cũng được anh em. Bao nhiêu tanh carry chơi hết. Càng máu nhiều carry càng thích, máu ít carry cũng thích luôn. Nói chung là ở thời điểm hiện tại bắn 1v1 con carry bây giờ nó không ngán một con thằng nào cả anh em ạ. Đừng yên bắn có khi nó win anh em ạ, quá khỏe. Và bây giờ thì lot team mỡ đâu, thế lính đang được đẩy vào đến từ cả ba đường rồi. Và bây giờ team mỡ đang ở trong cái tình huống để mà end game từ từ nha. Mình sẽ đi vào bên hông, bật chiêu cuối lên đi vào bên hông anh em nhìn này. Ok, mở chiêu cuối lên, đôi cánh băng bật lên và sau đó bắt đầu bắn. Ui, Nana. Nana khóc. Ui rồi, ta mất bay màu. Ui rồi, SB sắp bật và trận đấu này kết thúc tại đây. Quá kinh khủng đến từ con Carrier này. Anh em nào mà chưa chơi ở meta hiện tại nên chơi Carrier đi anh em nhá. Sắp tới có khi nó giảm sát thương theo phần trăm máu là khóc đi anh em ạ. Bởi vì con carry này nó chỉ có giảm mỗi cái đấy thôi. Và trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Carrier mùa giải thứ 31 quá kinh khủng. Và nếu anh em thấy video clip này của Mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.